Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây: tạm giữ xe ô tô hết hạn kiểm định, lái xe chống đối lực lượng chức năng; tình trạng xe ô tô tải đi vào đường cấm tại thành phố Thanh Hóa; sáng ngày 29 tháng 3 năm 2019, trong khi làm nhiệm vụ, tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện xe ô tô tải hết hạn kiểm định đang lưu thông trên đường, tuy nhiên lái xe có hành vi chống đối lực lượng chức năng. Phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 36C-20169 đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 47, đoạn qua xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, hết hạn đăng kiểm. Đội cảnh sát giao thông số 2 đã yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ, tuy nhiên lái xe không hợp tác, có hành vi chống đối lực lượng chức năng. Mặc dù tổ công tác đã tuyên truyền và phân tích để lái xe hiểu rõ quy định và chấp hành, tuy nhiên lái xe vẫn cố tình bỏ đi. Tổ tuần tra đội cảnh sát giao thông số 2 đã tạm giữ xe và kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Chiều 28 tháng 3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 7 người chết, 3 người bị thương. Lái xe của chiếc xe gây tai nạn là Phan Thanh Phú, 43 tuổi, đang bị tạm giữ. Cơ quan điều tra nhận định tài xế do hạn chế tầm nhìn, không tập trung, không làm chủ được tốc độ, nên khi phát hiện đoàn người đưa tang thì bị cuống, không đạp phanh kịp. Thời điểm xảy ra tai nạn, nhà chức trách không phát hiện lái xe Phú có nồng độ cồn trong máu hay có sử dụng chất ma túy. Trong ngày 29 tháng 3 năm 2019, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh lập biên bản 132 trường hợp, trong đó ô tô 103 trường hợp, mô tô 29 trường hợp, phạt tiền nộp kho bạc nhà nước 144 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 9 trường hợp và tạm giữ 16 phương tiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên nhiều tuyến đường tại thành phố Thanh Hóa, mặc dù đã có biển cấm xe tải đi vào thành phố, tuy nhiên vẫn có nhiều xe ngang nhiên đi vào, nhất là vào giờ cao điểm, gây nên tình trạng mất an toàn giao thông. Ngay đầu đường Nguyễn Trãi đã có biển cấm xe tải từ 5 tấn đi vào thành phố Thanh Hóa, tuy nhiên vẫn có nhiều xe tải trọng hơn 5 tấn đi vào. Tương tự trên nhiều tuyến đường nội thị vào giờ cao điểm, nhiều xe bồn, xe đầu kéo vẫn lưu thông. Tuyến đường Dương Đình Nghệ đã có biển cấm tất cả xe có tải trọng từ 10 tấn trở lên đi vào và từ 16 giờ đến 18 giờ đối với xe tải từ 3,5 tấn trở lên. Dù vậy, hàng ngày từng đoàn xe nối đuôi nhau lưu thông trên tuyến đường bất chấp quy định. Việc xe tải đi vào đường cấm khu vực nội thị vào giờ cao điểm là nguyên nhân gây nên tình trạng ùn tắc và mất an toàn giao thông. Đối với các tuyến đường của thành phố thì thành phố đã cấm xe trọng tải trên 5 tấn vào từ rất lâu rồi. Nhưng mà hiện tại thì theo như quan sát của tôi thấy thì cũng vào giờ cao điểm tầm khoảng 5-6 giờ chiều ấy, thì vẫn có xe trọng tải trên 5 tấn vào thành phố. Việc đấy là nó sẽ gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Ngoài ra nữa là các hành vi vi phạm đấy của các xe trọng tải lớn đấy thì hiện tại thì tôi cũng thấy là không thấy có lực lượng chức năng nào để xử lý những tình huống như thế. Để chấn chỉnh tình trạng xe ô tô tải đi vào đường cấm tại thành phố Thanh Hóa, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Thanh Hóa đã thành lập tổ công tác cắm chốt trên các tuyến đường có biển cấm, lập biên bản xử lý đối với các lái xe vi phạm. Tuy nhiên, nhiều lái xe khi lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe đã bỏ chạy. Đối với những xe này, tổ công tác sẽ ghi lại biển số và có hướng xử lý nghiêm. Chúng tôi đã tiến hành tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các vi phạm, đặc biệt các trường hợp vi phạm của ô tô vào đường cấm và các cái khung giờ. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tiến hành cắm chốt các lực lượng 24/24 giờ để thực hiện cái công tác tuần tra kiểm soát và xử lý các cái xe ô tô vi phạm vào đường cấm. Xe ô tô tải đi vào đường cấm không những gây ùn tắc mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao. Vì vậy, các chủ doanh nghiệp cần tăng cường tuyên truyền cho đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ, cũng như biển báo hiệu giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.